Thầy xin mến chào tất cả các bạn học sinh tiểu thân yêu đang đến với kênh Thư Điệu Tiểu Học. Các em ơi, hôm nay trong video nhỏ này, thầy giúp em cùng thầy làm các bài tập có trong bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 5 ở tuần 14. Trong tuần 14 này thì thầy cùng các em đang cùng nhau ôn về chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà Thương tìm được là một số thập phân. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân, chia một số thập phân cho một số thập phân. Thực sự là cách chia số thập phân rất khó, đúng không các em nhỉ? Nhưng thực ra nó rất là easy với các em nếu các em nắm được quy trình của nó. Nào, chúng ta hãy mở cho thầy giáo sách ra trang 59. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài này. Are you ready? Yes? Yeah? Yeah, let's go. Thầy cùng em làm bài tập phát triển năng lực môn toán 5 ở tuần 14, phần kết nối. Bài 7, tính nhầm 4,5 chia 0,1. Muốn chia một số cho 0,1, ta có thể nhân số đó với 10. Vậy chúng ta sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 45 chia 0,1 chính bằng 450. 45 chia 10 thì bằng 4,5. Ta có 123 chia 0,1. Muốn chia một số cho 0,1, ta dịch dấu phẩy của số đó từ trái sang phải đi hai chữ số. Có nghĩa đây là 123,0. Dịch 2 đi thì ta sẽ được bằng 12.300. Hoặc muốn chia một số cho 0,01, ta có thể lấy số đó nhân 100. 123 nhân 100 chính bằng 12.300 các em nhé. Thầy bảo này, trong quá trình làm thầy đôi khi thì cũng hay tính nhầm đấy. Nhưng các bạn phải chú ý, phải theo dõi thầy nhé. Phải cẩn thận, phải kiểm tra nữa. Ta có 123 chia 100 thì chính bằng 1,23. 1,23, cái này chắc chắn rồi. Cái này thầy cũng hay nhầm này. Các bạn lớp 5 cũng hay nhầm, chứ không phải là thầy cô cũng hay nhầm, chứ không phải là các bạn. 25,7 chia cho 0,01. Muốn chia một số 0,01, ta dịch dấu phẩy đi từ phải sang trái, đi 3 chữ số. Các bạn quan sát thì mình hướng dẫn. Ta có này, các bạn nhìn nhá. Ta có này, 25,7 mà chia cho 0,001. Ta dịch này, dịch 1 này, dịch 2 này, dịch 3, nó nhớ phải ở đây. Cái này không có thì là 0, cái này là 0. Vậy ta sẽ bằng 25.700. Hay nói cách khác, muốn chia một số cho 0,001, ta nhân số đó 1.000. 25,7 nhân 1.000 thì bằng 25.700. 25,7 chia 1.000, ta dịch số phải từ phải sang trái đi 3 chữ số. 1, 2, 3. Đây ví dụ này, 25,7. Ta dịch này, số phải vào đây này. 1 này, 2 này, 3, số phải ở đây. Phần nguyên không có thì là 0. Cái này không có thì là 0. Vậy là bằng 0,025. Vậy là bằng 0,025. Ta sang bài thứ 2. Bài thứ 2 yêu cầu như sau: tìm x biết. Các bạn nhớ, trong x nhân 2,4 bằng 27,36 chia 3 thì chúng ta có bên có x và bên phép tính. Ta thực hiện phép tính trước các em nhé. Thực hiện phép tính trước này. Các bạn nhớ cho thầy giáo, ta có lấy 27,36 chia 3 thì bằng 9,12. Vậy ta viết vào đây bằng 9,12 cho thầy nhé. 9,12 ráp ra ngoài, ta có x nhân với 2,4 bằng 9,12. X thì bằng gì các em nhỉ? X thì bằng, ta muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia thừa số đó biết, tức là lấy 9,12 chia bao nhiêu? Chia 2,4 các em nhé. Và thực hiện nháp ra ngoài tính chia này thì các em được bằng 3,8. Vậy x thì bằng 3,8 các em ạ. Ta sang câu thứ hai, cách làm cũng tương tự như vậy. Ta phải lấy 112 chia cho 5 trước. 112 chia cho 5 thì được 22,4. Vậy đã viết bằng thẳng bằng 22,4 vào đây. 22,4 chính là kết quả 112 chia 5. Tính nháp ra ngoài nhé. Ta lấy 5,6 này, ta nhân với x bằng 22,4. X là thừa số, vì x đứng sau số nhân. Vậy x gì bằng? Bằng gì các em nhỉ? Các em phải lấy 22,4. Em chia cho 5,6 và các em có kết quả x gì bằng bao nhiêu? 22,4 chia 5,6 thì chúng ta được 4. Vậy x gì bằng 4? Câu tiếp theo, ta có 882 chia x bằng 90 chia cho 2,5. Vế này có x, vế này phép tính. Ta thực hiện vế phép tính trước. Ta lấy 90 chia 2,5 thì bằng 36 các em ạ. Ta viết 36 ở đây. Vậy ta có 882 chia x bằng 36. Vậy x đứng sau số chia, x chính là số chia. Vậy muốn tìm số chia em làm thế nào? Muốn tìm số chia,
em lấy số bị chia là 882. Em chia cho 36 các em nhé. Rồi, đấy. Tiếp tục, Toàn làm thế nào nữa các em nhỉ? À, bây giờ chúng ta tiếp tục này. Toàn lấy 882 chia 36 này. 882 mà chia cho 36 thì bằng 24,5. Ta có x gì bằng 24,5 các em nhé. Thầy của em chuyển sang bài số 9. Bài số 9 yêu cầu như sau. Tính rồi so sánh kết quả. Người ta bảo tính rồi so sánh kết quả có nghĩa là chúng ta phải thực hiện từng phép tính ra, sau đó so sánh kết quả cho chúng. 14, ta có là viết lại này. 14,5 chia 0,5 và 14,5 nhân với 2. Nhẩm này, 2 năm mà 10 viết 0 nhân 1. 24 là 8 thêm 19, 21 là 2, phẩy vào đây bằng 29. Và ta cũng có, các em ạ, ta cũng có 14,5 chia 0,5, 9 cũng bằng 29. Vậy kết quả của hai cái này bằng nhau, nên ta kết luận chúng bằng nhau. Các em đồng ý không nào? Vậy ta kết luận 14,5 chia 0,5 bằng 14,5 nhân 2. Hay nói khác, muốn chia một số cho 0,5, ta lấy số đó nhân 2. Muốn chia một số cho 0,5, ta lấy số đó nhân 2. Tương tự thế, ta có tiếp theo. 24,6, ta viết lại 24,6 chia cho 0,2 và 24,6 nhân 5. Ta có nháp này, 6 x 5 30, viết 0 nhớ 3, 5 x 4 20, thêm 3 là 27, 5 x 4 20 thêm 3 là 23, viết 3, 5 x 6 30, viết 0 nhớ 3, 5 x 4 20 thêm 3 là 23, viết 3 nhớ 2, 5 x 2 là 10, thêm 2 là 12, đánh một số phẩy vào đây bằng 123. Và ta có 24,6 chia 0,2, đặt tính ra ta cũng bằng 123. Bên này có kết quả bằng 123. Bên này có kết quả 123, ta kết luận 124,6 chia 0,2 chính bằng 24,6 nhân 5. Hay nói khác, muốn chia một số cho 0,2 em làm thế nào? À, ta có thể lấy số đó, ta nhân với 5 em nhé. Tiếp tục, ta có 98, 9,8 chia 0,5 và 9,8 nhân 4. Các em ạ, 9,8 nhân 4 thì chúng ta tính viết ra 9,8 chia 0,25 và 9,8 nhân với 4. Các em nhầm được cái này không? 4832 viết 2 nhân 3. 4936 thêm 3 là 39. Đúng không? 39. Vậy bằng 39,2. Và thực hiện cái này ra, ta chia ra tặng bằng 39,2 các em ạ. Vậy ta kết luận 9,8 chia 0,25 chính bằng 9,8 ta nhân với 4. Và ta nói sao? Muốn chia một số cho 0,25 ta có thể lấy số đó nhân với 4. Tương tự thế bên này ta có 4,5 chia cho 0,125 và 4,5 ta nhân với 8. 8 x 5 40 với 0 nhớ 4. 8 x 4 32 thêm 4 là bằng 36. Vậy kết quả là bằng 36 các em này. Vậy 4,5 chia cho 0,125 ta phải tính ra thì ta cũng được bằng 36. Và ta kết luận 4,5 chia cho 0,125 chính bằng 4,5 nhân 8. Và ta rút ra nhận xét, muốn chia một số thập phân cho 0,125 ta có thể lấy số đó và nhân với 8. Chúng ta chuyển sang bài số 10. Bài số 10 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài số 10 yêu cầu chúng ta đánh giá trị biểu thức. Trong biểu thức này có những phép tính gì? À, trong biểu thức này có phép tính chia, tính cộng, tính chia. Vậy có mấy phép chia nào? À, ta có 3 phép chia. Ta viết lại cho thầy giáo nhé. Vậy ta có như sau này. Thầy viết lại thôi, còn thực ra cái này không phải viết lại. Ta thực hiện như sau. Ta viết lại nhé. Rồi, đây là phép chia. Đây là phép chia này. Đây là phép chia này. Biểu thức này có 3 phép chia. Ta thực hiện liền đúng lúc. Ta lấy 17,92 chia 3,2. 17,92 chia 3,2 thì bằng 5,6. 5,6. Còn cái này bằng 5,6 này. Đấy. Nhá, thì viết nháp ở đây thôi. Còn cái này, cái này này, thì nó bằng bao nhiêu các bạn biết không? Các bạn thực hiện chia ra ngoài thì các bạn có kết quả ở đây 96,5. 52 chia cho 8 bằng 6,5. Vậy cái này 16,5 này. Đấy. Còn 63,8 chia 0,1. Muốn chia một số cho 0,1 thì nó chính bằng 603,8. Cái này 603,8 này. Đấy. Thì ta cộng lại thôi. Ta lấy 5,6 này cộng với 6,5 được bao nhiêu, ta cộng tiếp với 638. 5,6 cộng với 6,5 thì các em được bằng 9,4. Các em này, 6 cộng 5 11, viết 1 nhớ 1.
5 cộng 6 11 thêm 1 là 12. Vậy bằng 12,1. 12,1 cộng với 638 thì chúng ta bằng 650,1. Vậy bằng 650,1 các em nhé. Biểu thức thứ nhất chúng ta đã xong. Ta sang biểu thức thứ hai. Nói chung ở có 5 các bạn rất phức tạp, tính toán nhiều. Và các bạn nào ở với quyển này thì nó hơi khó, nó dành cho học sinh khá giỏi, ở mức độ khá giỏi nhiều hơn. Mà đúng thôi, quyển này thì không đại trà, thì không thể bài phần này bài để đại trà không làm bài này. Bây giờ ta có biểu thức này thì ta có phép chia, phép cộng, phép trừ. Phép chia thì ta phải thực hiện nhân chia trước. Chia này, chia này, chia. Thực hiện ba cái tính này trước. Ta có muốn chia một số cho 10, ta dịch số phải từ phải sang trái, cái này bằng 3,5. Đúng không các em nhỉ? À đúng rồi, chính xác, cái này bằng 3,5. 3,55. 3,55 các em nhé. Rồi, còn cái này này, 12,39 chia 2,1 thì 9 bằng 5,9. Bằng 5,9. Còn cái này này, thực hiện chia ra, 124,8 chia 52 bằng 2,4. Bằng 2,4 các em nhé. Rồi, sau đó ta viết lại cho thầy giáo, lấy 3,55 cộng với 5,9 cộng với 2,4. Và các em thấy rằng này, 3,55 cộng với 5,9 bằng 9,45. Vậy cái này chúng ta bằng 9,45. 9,45 cộng với 2,4 cộng tiếp với 2,4 nữa bằng 11,85. Vậy kết quả này ta bằng 11,85 các em nhé. Câu C này, biểu thức này có dấu ngoặc đơn. Trong ngoặc đơn lại có phép tính cộng trừ nhân chia. Ta thực hiện chia trước, trong ngoặc trước và thực hiện phép chia trước này. Ta tính hai kết quả này ra nhưng vẫn chưa, vẫn còn ngoặc nhé. Nhớ vẫn còn ngoặc này. Ngoặc là còn này, ngoặc này. 47,88 chia cho 3,8 bằng 12,6. 12,6. Còn 141,12 chia 6,3 thì bằng 22,4. 22,4. Ta cộng hai kết quả này lại và được bao nhiêu? Ta chia cho 8. Em nhé, 12,6 cộng 2,4, 12,6 cộng 2,4 bằng 35. 35 em chia cho 8, 35 chia 8 thì được mấy các em nhỉ? À, 35 chia cho 8 thì bằng 4,375, kết quả bằng 4,375 các em nhé. Vậy bài số 10 chúng ta phải làm xong. Bây giờ thầy cùng các bạn chuyển sang bài 11. Bài yêu cầu gì các em nhỉ? Chúng ta cùng nhau đọc yêu cầu. Nào, có 2,25 lít nước ép cam, 2,25 lít chứa vào các cốc, chia đều vào các cốc. Một cốc biết một cốc thì bằng bao nhiêu lít nước cam nhỉ? À, một cốc có 0,25 lít. Vậy thầy có bao nhiêu lít nào? À, thầy có 2,25 lít thì được bao nhiêu cốc? Vậy các bạn có nhận ra đây là bài toán quan hệ gì không? À, bài toán này dựa tóm tắt, ta nhận ra đây là bài toán. Bài toán này là bài toán quan hệ tỷ lệ. Và quan hệ tỷ lệ này thì gì nhỉ? Tỷ lệ thuận. Biết một cốc bằng 0,25 lít. Vậy có 2,25 lít thì bằng bao nhiêu cốc? Ta làm thế nào? À, ta sẽ làm được không các em? Ta có. Và đây 2,25. Ta chia cho 0,25 các em nhé. Thì chúng ta sẽ kết quả. Và các em ạ, với bài này thì ta sẽ trả lời như sau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cốc nước ép, nước cam ép? Trả lời là có. Tất cả số cốc nước cam ép là. Em làm thế nào các em nhỉ? À, em lấy 2,25. Em chia cho một cốc là 0,25. Và kết quả chúng ta bằng 9 đơn vị là cốc. Và ta có đáp số 2.9 cốc nước ép cam. Chúng đã làm xong của bài tập này. Sau bài 12, bây giờ chúng ta cùng nhau bài 2 đọc đề bài cho thầy. Hà có một tờ giấy màu hình chữ nhật, có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông, có chu vi bằng 14. Chiều dài của mảnh giấy gấp đôi chiều rộng. Yêu cầu A, tính chu vi diện tích tờ giấy màu đó. Yêu cầu B, Hà đã dùng hết 1/5 tờ giấy màu đó. Hỏi diện tích phần giấy màu còn lại là bao nhiêu decimet vuông. Bài toán
Nói chung là chúc chắc là khó cho tất cả các bạn. Vì cái bài này nó có mấy yếu tố, chúng ta phải tìm ra từng yếu tố một. Tại các bạn nhận ra rằng là đầu tiên này, người ta có 10 chữ nhật này, hình chữ nhật này, lại có chiều rộng bằng cạnh hình vuông. Chiều rộng nhá, bằng thì cạnh hình vuông của có chu vi, có chu vi là 14 cm nhá. Đấy, chiều dài của mảnh giấy gấp đôi chiều rộng. Ta chú ý dài gấp đôi chiều rộng. Yêu cầu tính chu vi diện tích mảnh giấy đó. Muốn tìm chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2. Muốn tìm diện tích của chữ nhật, ta phải gọi công thức về, lấy chiều dài nhân chiều rộng. Nhưng chiều dài chưa biết, chỉ biết rằng chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 14. Vậy biết chu vi của hình vuông bằng cạnh nhân với 4 thì ra chu vi. Mà biết chu vi bằng 14 rồi, vậy A nhân với 4 thì bằng 14. Vậy A tức là tìm cạnh hình vuông chính bằng 14 chia cho 4. Các em thấy không nhỉ? À, thấy 14 chia 4. Vậy các em nhớ cho thầy giáo này, lấy 14 chia 4, vậy bằng 3,5 cm. Vậy ta nhận ra rằng đây chính là chiều rộng của chữ nhật bằng 3,5 cm. Ta có lời giải đầu tiên là chiều rộng chữ nhật 3,5 cm. Biết chiều rộng bằng 3,5 cm rồi, mà theo đề bài chiều dài gấp đôi chiều rộng. Vậy ta tìm được chiều dài không? Chiều dài gấp đôi thì tức là ta phải lấy 3,5, ta nhân với 2 bằng 7 cm. Vậy yêu cầu đi tìm diện tích, lúc này đã tìm được chưa? Tìm được rồi. Ta chỉ việc lấy 3,5 cộng với 7 được bao nhiêu? Bằng 10,5, ta nhân với 2 thì sẽ bằng 21. Vậy ta có 3,5 cộng 7 nhân 2 bằng 31. Vậy đây chính là đi tìm chu vi. Sau đó ta đi tìm diện tích bằng 21 nhé, bằng 21 cm. Muốn tìm chu vi thì các em chỉ việc lấy dài là 7 nhân với 3,5 nhân với rộng. Vậy ta có 7 nhân 3,5 thì sẽ bằng 24,5, bằng 24,5 các em nhé, đơn vị là cm vuông. Vậy người ta hỏi Hà đã dùng hết 1/5 mảnh giấy đó, hỏi diện tích phần còn lại là bao nhiêu ở câu B này, thì biết cả diện tích của nó là 24,5. Bây giờ đã dùng thì ta phải đi tìm câu B này, phải điểm đầu tiên tìm đã dùng. Đã dùng là bao nhiêu? Dùng 1/5 thì ta phải lấy 24,5 nhân với 1/5. Đấy, tức là lấy 24,5 chia 5 thì chúng ta bằng 4,9. 4,9 đơn vị là cm vuông. Đã dùng 4,9 mà có cả mảnh giấy là 24,5 cm thì vậy ta làm thế nào? Ta lấy 24,5, ta trừ đi 4,9 thì chúng ta còn 19,6. Vậy lấy 24,5 trừ 4,9 bằng 19,6 đơn vị là cm vuông. Vậy bài toán đã giải xong. Và bây giờ ta trình bày vào bài toán của chúng ta. Bây giờ nhất ở câu A, ta viết cho thầy giáo câu A này. Đầu tiên ta phải tìm chiều rộng của hình vuông. Chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông thì phải ta có chiều rộng giấy hình chữ nhật nào. Các em làm thế nào? À, các em lấy 14 là chu vi của hình vuông. Biết chu vi muốn tìm cạnh thì ta phải chia cho 4. 14 chia 4 thì chúng ta được bằng 3,5 đơn vị là cm. Biết chiều rộng bằng 3,5 cm rồi, mà theo đề bài chiều dài gấp đôi chiều rộng. Vậy ta có chiều dài mảnh giấy, không cần chữ hình chữ nhật nữa vì như là nhắc lên rồi, không cần chữ là, hai chấm chữ là. Các bạn lấy bao nhiêu? Lấy 3,5, các bạn nhân với 2, gấp đôi thì phải nhân 2, bằng 7 cm. Sau đó các bạn đi tìm cái gì các bạn nhỉ? Chu vi mảnh giấy màu. Các bạn làm thế nào? À, các bạn lấy dài là 7 cộng với rộng là 3,5 được bao nhiêu? Các bạn nhân với 2. 7 cộng 3,5 bằng 10,5. 10,5 các bạn nhân với 2 chính bằng 21. Bằng 21 đơn vị là cm. Sau đó các bạn đi tìm diện tích mảnh giấy. À, các bạn làm thế nào? Lấy dài là 7 nhân với rộng là 3,5, dài nhân rộng cùng đơn vị đo. 7 nhân 3,5 bằng 24,5 các bạn nhé. 24,5 đơn vị là mét vuông. Bây giờ chúng ta sang câu B. Ta
Đáp án đầu tiên ta phải đi tìm người đã dùng, Hà đã dùng mất 1/5 mảnh giấy màu đó. Trả lời là Hà đã dùng là muốn tìm 1/5 của 24,5, các bạn cũng làm như tìm với số tự nhiên thôi. Các em phải lấy 24,5, các em nhân với 1/5 hoặc các em chia 5 cũng được, nhân 1/5 chính là chia 5, thì các em sẽ bằng là 4,9 đơn vị là cm vuông. Có 24,5 mét vuông mà đã dùng mất 4,9 cm vuông thì bây giờ mảnh diện tích giấy còn lại là, các em làm thế nào nhỉ? À, lấy 24,5 em trừ đi 4,9 thì chúng ta bằng 19,6 cm vuông. Vậy chúng ta ở bài này có hai đáp số, ta ghi đáp số với câu A ta ghi là bằng bao nhiêu. À, câu A thì bằng 21 cm chấm phẩy 24,5 cm vuông. Với câu B, vì câu này có hai câu mà, 19,6 cm vuông. Bài toán được giải xong. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, phần vận dụng và phát triển. Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi. Người ta bảo đọc thông tin và trả lời câu hỏi. 3 giờ bài này có bài về toán thực tế. Nhà bác Huệ trồng lúa trên thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là bằng 167,7 mét vuông. Chiều rộng thửa ruộng là 8,6 mét. Vụ lúa vừa qua bác thu hoạch được 83,85 kg thóc trên thửa ruộng đó. A hỏi, chiều dài thửa ruộng là bao nhiêu mét? Các em ạ, khi biết diện tích, khi biết chiều rộng rồi, muốn tìm chiều dài, ta chỉ việc lấy diện tích chia cho chiều rộng thôi. Tức là ta lấy bao nhiêu? 167,7 ta chia cho là diện tích, chia chiều rộng là 8,6. Đấy, chia 8,6 nhé, thì chúng ta được bằng 19,5 mét, bằng 19,5 đơn vị là mét. Biết chiều dài bằng 19,5 mét thì bây giờ chúng ta hãy đi tìm cho thầy giáo chu vi của thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét. Bài toán này muốn tìm chu vi thì các bạn chỉ việc lấy chiều dài là 19,5. Lấy dài là 19,5 này, em cộng với chiều rộng là bằng 8,6, cộng với 8,6 được bao nhiêu, em nhân với 2 và em bằng 56,2 mét. Và 19,5 cộng với 8,6 thì bằng 28,1. 28,1 x 2 bằng 56,2 mét, bằng 56,2 đơn vị là mét. Bây giờ người ta hỏi trung bình mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu kg thóc. Các bạn ạ, ở đây ta có này, có bao nhiêu nhỉ? Ta có một đề bài nó cho biết như thế nào nhỉ? À, đề bài cho biết là có bao nhiêu mét vuông? 167,7 mét vuông thì thu hoạch được bao nhiêu? Thu hoạch được 83,85 kg. Đấy, kg thóc. Vậy yêu cầu tìm gì các bạn nhỉ? Tìm gì các bạn nhỉ? Tìm trung bình mỗi mét vuông bằng bao nhiêu kg thóc. Tôi có tương đương mét vuông bằng tương đương kg thóc. Vậy muốn tìm 1 mét vuông thì ta làm thế nào? À, ta phải lấy 83,85 chia cho 167,7. Vậy ta phải lấy 83,85. Đấy, ta chia cho 167,7, tức là lấy số thóc chia số mét vuông thì được ra bằng 0,5 kg thóc, bằng 0,5 kg thóc. Rồi, đấy, bài toán giải xong. Chúng ta sang bài tập số 14. Bài tập số 14 này yêu cầu phát hiện lỗi sai và sửa lại cho đúng. Bài hơi dài, bạn Ngọc làm bài tập sau. Đặt tính trừ tính có 3 phép tính chia. Bạn Ngọc đặt thế này. Thực ra bây giờ ở toán 5 không ai đặt thế này cả. Cái bài này người ta minh họa cho chúng ta để chúng ta xem cách đặt tính của bạn thôi. Nhưng bây giờ không ai đặt mà nhớ này cả. Phải đã nhớ nhầm trong đầu rồi. Vậy các bạn thấy rằng ở đây là sai này. Bằng 6,2 vì bạn đã khi hạ 6 xuống, bạn đánh dấu phẩy. Bạn tưởng đây này, bạn tưởng ở đây là phẩy này. Bạn đặt dấu phẩy ở đây, vậy sai dấu phẩy này. Tí ta làm lại nhé. Sang câu thứ 2, 132,36 chia 12. Thì bạn khi bạn hạ 3 xuống, mỗi lần hạ này, đấy, ta phải đánh chia 12 là 0, chỗ này phải là 0 này. Đấy, xong rồi hạ tiếp để chia là 36, 36 chia 12 là 3. Vậy bạn đã sai ở đây, bạn thiếu chút 0.
Còn bài tiếp theo 134/16 thì bạn đến đây bạn còn thừa 18 này. 18 này bạn phải thêm 0 để chia thì bằng 5, bằng 8,375, chứ bạn không để như này. Đấy, vậy những cái sai của bạn thực ra là đây cũng chưa phải là sai, mà đây là đến số dư nào thì tương ứng với thương đấy, chứ không phải là sai, bạn không phải là sai, mà đây là thiếu nha. Yêu cầu em phát hiện lỗi sai thầy vừa nói xong. Yêu cầu thứ hai, hãy sửa lại lỗi sai để được phép tính đúng. Thầy làm ở đây, thầy chỉ quay video thôi nên các bạn xem quy trình thao tác của thầy làm thật cũng giải nữa nhé. Ta bước 1, ta đếm cho số phần thập phân của số chia có 1, gạch số phẩy, đồng thời bên kia cũng đếm và rồi gạch, bên này có 1 gạch nhé. Ta có 32 không đủ chia 53, lấy 328 chia 53 được 6. 6 x 3 18, 18 chia 8 bằng 0, viết 0, nhớ 1. 6 x 5 30 thêm 1 31, 32 chia 4 còn thừa 1. Hạ 6 để chia. 106 chia 53 được 2. 23 là 66 chia 6 bằng 0. 25 là 10, 10 bằng 0. Vậy phép chia thứ nhất làm đúng bằng kết quả như vậy. Phép chia thứ hai, 132,36 chia 12, viết tách ra cho thầy ra hai ký tự nhé. Chia 12, đây là chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Ta làm chia phần nguyên trước. 13 chia 12 được 1. 1 x 2 bằng 2, 3 chia 2 còn 1. 1 x 1 bằng 1, 1 bằng 0. Hạ 2 xuống, 12 chia cho 12 được 1. 1 x 12 12, 12 chia 2 bằng 0. Tiếp tục hạ số 3 xuống. Trước khi hạ số 3 ở phần đầu tiên của số tập phân, ta bánh phải ở thương. 3 trên 12 được 0. 0 nhân với 12 bằng 0, 3 trừ 0 còn 3. Hạ 6. 36 trên 12 được 3. 3 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. 3, 1 là 3, 3 trừ 3 bằng 0. Vậy chúng ta bằng 11,03. Phép chia thứ 3. 134 chia cho 16. Ta làm thế nào? Chúng ta cũng thực hiện đặc tính. Nhớ cách hai ký tự nhá. Cách hai ký tự cho thầy. 1, 2 ký tự này này. Ta chia sau. 13 không đủ chia 16, ta phải lấy 3 chữ số để chia. 134 chia 16 được 8. 8, 6, 4, 8. 54 chia 48. Các em ơi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy mong các em cũng có kết quả và xem chọn video này. Các em nhớ đừng quên nhấn like, share và comment để ủng hộ kênh của thầy. Và các em hãy nhớ đón xem video lần sau nhé. Và cuối cùng, thầy không quên gửi lời chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.